không chỉ dừng lại ở việc chế tạo ra những chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động. Mới đây, đoàn viên thanh niên tại Đà Nẵng còn bắt tay làm buồn khử khuẩn toàn thân, với mong muốn đóng góp một phần sức mình vào công tác phòng chống dịch tại địa phương. Tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Chính, số 245 Lê Duẩn, quận Thanh Khê, cán bộ, nhân viên hay người dân khi ra vào đều có thể sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân này để sát khuẩn. Mô hình này được anh Trần Thanh Vi của đoàn phường Tân Chính nghiên cứu, học tập và đưa vào triển khai theo mô hình buồng khử khuẩn toàn thân đã được sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Buồng khử khuẩn này được làm bằng sắt với kích thước rộng 1m, cao 2m2. Vách ngăn được sử dụng chất liệu bằng tấm aluminium và màng ngăn lạnh poly. Hệ thống này sử dụng 12 độ bét phun xương và cảm biến, tự động nhận biết khi có người bước vào phòng và sẽ tự động phun trong khoảng thời gian là 6 giây. Hàng ngày mình đi làm á, mình thường tiếp xúc với rất nhiều công dân. Nhưng mà từ khi có cái mô hình của các bạn đoàn viên thanh niên á, thì mình thấy cái việc này nó rất có ích. Thì mình yên tâm hơn trong cái giao tiếp với công dân. Hiện hệ thống này sử dụng dung dịch sát khuẩn Anolit, muối ion hóa để phun xương. Đoàn phường vẫn đang tiếp tục kế hoạch nhằm nhân rộng mô hình, góp phần thiết thực vào công tác phòng chống dịch tại địa phương. Rồi trong thời gian sắp tới, cũng sẽ dự kiến xin các cấp lãnh đạo sẽ bố trí tiếp tục nhân rộng cái mô hình buồng khử khuẩn toàn thân này, bố trí tại chợ Tân Chính để cho toàn bộ tiểu thương cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn phường Tân Chính khi đi chợ thì cũng sẽ khử khuẩn toàn thân thông qua cái buồng này. Nguồn kinh phí thì cũng sẽ tiếp tục vận động tất cả cán bộ đoàn viên, thanh niên của phường cũng như là các mạnh thường quân. Khi mình tham gia làm cái mô hình này với các anh chị đoàn viên trong phường thì mình cảm thấy rất là vui vì đã góp một phần nhỏ cho trong công tác phòng chống dịch. Với nguồn nguyên vật liệu thông dụng, những chiếc buồng khử khuẩn tự động như thế này là mô hình có nhiều tiềm năng để nghiên cứu phát triển thêm. Đây cũng là cách mà Thanh niên Đà Nẵng đang góp một phần sức mình vào công tác phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay.